Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Vũ trụ là một khoảng không gian trải dài vô tận, chứa đựng những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người. Vì lẽ đó, những tác phẩm giải trí như phim ảnh, tiểu thuyết và video game có bối cảnh ngoài không gian luôn được đón chào nồng nhiệt. Trong số chúng, thể loại được nhiều người ưa thích có lẽ là các tác phẩm kinh dị ngoài không gian. Đại diện tiêu biểu nhất khi nhắc đến thể loại này chính là bộ phim kinh điển năm 1979 của Ridley Scott, Alien. Độ nổi tiếng của thương hiệu quái vật không gian này là không thể chối cãi. Và theo thường tình, video game sẽ là một mảnh đất màu mỡ để mở rộng series. Tuy vậy, chất lượng của những game thuộc vũ trụ Alien lại tương đối thấp. Và đỉnh điểm chính là thảm họa Alien Colonial Marines năm 2013. Phải đến tận năm 2014, người hâm mộ của quái vật không gian mới thực sự được thưởng thức một game kinh dị chất lượng, đáp ứng được mong mỏi của họ. Tựa game đó có tên là Alien Isolation và là hậu bản trực tiếp của phần phim gốc năm 1979. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cốt truyện của tựa game này. Ok, game on! Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off. Câu chuyện trong Alien Isolation diễn ra vào 15 năm sau khi tàu không gian Nostromo mất tích một cách bí ẩn. Nhân vật chính của game là Amanda Ripley, con gái của sĩ quan Ellen Ripley trong phần phim gốc Alien năm 1979. Cô là một kỹ sư cơ khí, làm việc cho tập đoàn Weyland-Yutani với hy vọng một ngày nào đó tìm được tung tích của mẹ. Một ngày nọ, đại diện của tập đoàn là Samuel đến gặp Ripley và đưa ra một lời đề nghị. Cụ thể, một con tàu tên Anesidora đã thu nhận được nhật ký hành trình của tàu Nostromo và đây có thể là manh mối giúp cô tìm được mẹ mình. Samuels đề nghị Ripley cùng gia nhập phi hành đoàn của tàu Torrance đang chuẩn bị khởi hành đến trạm không gian Sevastopol, nơi lưu trữ nhật ký hành trình ấy. Nhận ra đây là cơ hội rõ rệt nhất từng xuất hiện, Ripley đồng ý. Sau nhiều tuần đi du hành trong không gian, tàu Torrance đã đến nơi. Phi hành đoàn trên tàu ngoài Ripley và Samuels còn có thuyền trưởng Valeni và một nữ luật sư của tập đoàn Weyland-Yutani tên Taylor. Sau khi tiếp cận trạm Sevastopol, Valeni cho biết có vẻ như nơi này đã chịu không ít tổn hại, hệ thống liên lạc cũng đã hỏng nốt nên họ không thể biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Ngoài ra, tình trạng hiện tại của trạm Sevastopol cũng khiến tàu Torrance không thể trực tiếp đổ vào bến được. Do đó, ba người Samuels, Taylor và Ripley phải tự mình đi vào bên trong trạm. Depressurizing. Oh, fuck. Hating this. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Fuck happened here? My God, Ripley. You're doing good, Taylor. Just keep moving! Taylor Ripley, hold on! Samuels! Taylor! Respond! Anybody! Okay.
vào được bên trong trạm, Ripley tạm thời đã an toàn. Nhưng hiện giờ, cô không cách nào biết được hai người kia sống chết ra sao. Cách duy nhất là tìm ai đó giúp đỡ. Vì thế, cô đi sâu vào bên trong Sevastopol, đồng thời tìm cách liên lạc với tàu Torrens. Có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với trạm không gian này. Nó vắng lặng một cách lạ thường, cơ sở vật chất thì hỏng hóc và có vẻ hàng loạt thành viên của trạm đã chết. Khi khám phá Sevastopol, Ripley đụng độ một người sống sót tên là Axel. Ông ta tỏ ra rất hoảng loạn và liên tục đe dọa Ripley. Tuy nhiên, cuối cùng thì cô cũng thuyết phục được Axel giúp mình tìm đến trung tâm liên lạc. Để đổi lại, ông ta sẽ có một vé trên tàu Torrens để trở về. Trên đường đi, Ripley cố hỏi Axel xem chuyện gì đã xảy ra trên trạm, nhưng ông ta trả lời một cách rất mơ hồ, khó hiểu. Đại khái là có một thứ gì đó đã và đang giết người trên Sevastopol. Axel gọi đó là một con quái vật, lẩn trốn trong màn đêm, len lỏi giữa các ngõ ngách và săn đuổi, tiêu diệt từng người một. Tuy nhiên, Ripley không thực sự tin lắm, mà cô cho rằng Axel cũng như mọi người trên Sevastopol đã quá sợ hãi mà tưởng tượng ra một sinh vật như thế. Khi theo chân Axel, Ripley còn đụng độ một nhóm người sống sót khác, nhưng đám người này có vẻ rất hiếu chiến và sẵn sàng nổ súng. Do vậy, Axel và Ripley phải bí mật lẻn qua khu vực ấy để tìm đường đi tiếp. Tuy nhiên, rốt cục cả hai vẫn vướng phải rắc rối và trong lúc giằng co, Axel đã buộc phải bắn chết một người trong nhóm kia. Ngay sau đó, cả hai người vội vàng chạy đi. You killed that guy because he was going to kill me. You saved my life. This is about survival. Do you understand? Hear something. I hear something. Axel. What have I got on me? Kinh hoàng trước những gì xảy ra, Ripley vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đó. Cô buộc phải tiếp tục đi tìm phòng liên lạc mà chỉ có một mình. Ripley vừa lo trốn khỏi sinh vật quái dị kia, vừa phải tìm cách tránh mặt nhóm người sống sót. Nhưng cuối cùng cô cũng thoát được khỏi khu vực ấy. Ngoài ra, trên đường đi, Ripley đã nhặt được nhật ký hành trình của tàu Nostromo, nhưng toàn bộ dữ liệu đã bị hỏng, không thể xem được nữa. Hy vọng tìm được manh mối về mẹ coi như đã tiêu tan, nhưng dù sao thì cô vẫn phải tìm cách liên lạc với tàu để thoát khỏi trạm không gian chết trong này. Để di chuyển giữa các khu vực trong trạm Sevastopol được dễ dàng hơn, Ripley tìm cách tắt bỏ lệnh giới nghiêm trên hệ thống. Hết hồn khi chứng kiến tận mắt sinh vật ngoài hành tinh kinh khủng kia, Ripley tự nhủ phải làm sao thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô tiếp tục tìm đường đến trung tâm liên lạc của trạm và dọc đường lấy được một máy dò tìm chuyển động, một thứ cực kỳ hữu ích. Thế nhưng bên cạnh đó, Ripley còn khám phá thêm được một mối nguy khác. Trên trạm Sevastopol có rất nhiều người máy Android có tên Working Joe để hỗ trợ công việc. Những Android này vốn được lập trình rất thân thiện, nhưng vì lý do nào đó, hiện tại chúng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều khi sẵn sàng giết người làm trái lệnh giới nghiêm. Nhờ có những đường ống thông gió, Ripley đã qua mặt được lũ Working Joe và đến được trung tâm liên lạc. Tại đó, cô cũng thiết lập được kết nối với Samuels và Taylor. Cả hai cũng đã may mắn sống sót. Samuels, you're alive. It's Ripley. Ripley, Taylor, it's Ripley. We were getting worried. We thought... I made it. Where are you? We're at a transit station now. It's right by medical. Okay. Samuels, listen to me. It's not safe here. Siegson's got this place locked tight. Their goddamn androids are killing people. That's impossible. It's contrary to primary synthetic programming. I've seen it, Samuels. I guess Siegson's got a different idea about synthetics. And there's something else here. A creature. It's big and it's lethal. Ripley, slow down. A creature? It's a life form. An unknown type. Some kind of alien organism. It's extremely dangerous. You and Taylor Ripley, need to make... Ripley, Taylor is hurt.
She was injured by debris during the crossing. How bad? I can't move her. I need medical supplies. We need to treat and pack the injury. And the Torrens? The radio is broken. I can't contact Verlaine. We're on our own. Shit. Okay. I'll come to you. Keep your eyes open. I'll send a transit car to you. Sau khi đến chỗ của Samuels, Ripley quyết định tìm cách vào khu y tế để lấy bộ đồ nghề nhằm chữa trị cho Taylor. Tại nơi đó, cô nhận được sự giúp đỡ từ một nhân viên của trạm là bác sĩ Coleman. Anh ta cho biết thứ Ripley cần đang ở dưới khu bệnh xá và cách duy nhất để vào trong đó là dùng thẻ chìa khóa. Bác sĩ Coleman chỉ đường cho cô đi tìm chìa khóa trong văn phòng của một người đồng sự. Đổi lại, Ripley sẽ đưa anh đi theo cùng. Tuy nhiên, ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, sinh vật kia xuất hiện và giết chết bác sĩ Coleman. Ripley vội vàng trốn đi và mò xuống bệnh xá, lấy bộ đồ nghề y tế rồi tìm đường quay lại chỗ Samuels và Taylor. Vụ nổ tuy khiến Ripley bất tỉnh, nhưng đồng thời nó đã đuổi được sinh vật kia đi. Tỉnh dậy sau cơn choáng váng, Ripley vội rời khỏi khu vực đó, quay lại chỗ hai người bạn. Tại đó, cô gặp được hai người sống sót khác của trạm Sevastopol là Jethro Wetz, chỉ huy đội cảnh vệ cùng Ricardo, cấp dưới của ông. Sau khi đưa đồ y tế cho Samuels để chữa trị cho Taylor, Ripley quay sang hỏi chuyện chỉ huy Wetz về sinh vật lạ kia. Ông cho biết, chính những người của tàu Anesidora đã đem nó lên trạm sau chuyến điều tra tung tích tàu Nostromo. Thuyền trưởng của tàu Henry Marlowe hiện đang bị giam tại trụ sở của đội cảnh vệ. Ông dẫn Ripley đến đó và sau khi tra hỏi Marlowe, cô được cho biết về nguồn gốc của sinh vật kia. Theo đó, khi thu thập được nhật ký hành trình của tàu Nostromo, phi hành đoàn Anesidora quyết định lần theo tuyến đường nó đi để mong tìm được chút hàng hóa còn sót lại. Dựa theo hành trình, tàu Anesidora cuối cùng cũng đáp được xuống hành tinh LV-426 và khám phá được tàn tích một con tàu vũ trụ khổng lồ. Và khi họ quyết định bước vào bên trong con tàu, đó là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Như vậy, theo lời Marlowe thì vợ anh ta đã bị một dạng sinh vật ký sinh bám vào mặt. Họ đưa cô lên tàu và trở về trạm Sevastopol. Cuối cùng, vật ký sinh đó tiến hóa, trưởng thành và trở thành cơn ác mộng chết chóc cho toàn bộ trạm. Sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện, Ripley và Wetz bắt đầu bàn cách làm sao tiêu diệt con quái vật đó đi. Wetz đưa ra một kế hoạch táo bạo. Theo đó, Ripley sẽ đóng vai trò mồi nhử, dụ cho con quái vật vào một khu vực của trạm và đó là nơi có thể dễ dàng được tách ra. Mặc dù đây là một kế hoạch cực kỳ nguy hiểm, Ripley cuối cùng cũng đồng ý làm theo vì không còn cách khác hay hơn. Wetz sau đó đưa cho cô một khẩu súng phun lửa để phòng thân. Kế hoạch diễn ra khá thành công khi Ripley xoay sở dụ được con quái vật vào bên trong khu vực có thể bị tách bỏ. Tuy nhiên, ngay khi cô định thoát ra thì cửa bị khóa lại. Wetz đã không đợi cô. Ông ta sợ chỉ cần chần chừ thêm một chút thì con quái vật sẽ dễ dàng thoát được và kế hoạch đổ bể. Do vậy, Wetz quyết định hy sinh luôn Ripley. Thời gian chỉ còn tính bằng phút, Ripley vội vàng chạy đến cửa và thực hiện một kế hoạch táo bạo. Yeah.
May mắn thoát chết, Ripley quay trở lại trụ sở đội cảnh vệ để chất vấn Wade. Tưởng rằng trạm Sevastopol đã an toàn khi con quái vật bị tiêu diệt, nhưng không hề. Chẳng biết vì lý do gì mà đám Android Working Joe càng lúc càng hung hãn và còn chủ động tấn công Ripley. Khi về được trụ sở, cô kinh hoàng khi thấy hầu hết mọi người ở đó đã bị giết, chỉ còn lại Ricardo. Theo lời anh ta thì lũ Android chính là thủ phạm và giờ chúng đang săn đuổi những người còn sống trên trạm. Hy vọng duy nhất để ngăn chặn việc này là tìm cách tắt bỏ lũ Android đi. Việc ấy chỉ có thể thực hiện bằng cách truy cập vào máy chủ của một AI có tên Apollo làm nhiệm vụ điều khiển hệ thống của trạm. Người duy nhất có khả năng làm điều ấy là Samuels. Do đó Ripley cùng Ricardo rời khỏi trụ sở và tìm đường đến chỗ anh ta. Gặp lại Samuels, cô bàn bạc kế hoạch với anh, rồi cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ Apollo. Họ bị chặn đường bởi một con Android Working Joe, nhưng Samuels dễ dàng hạ gục được nó. Khi tiếp cận với Apollo, họ phát hiện quyền truy cập của Samuels đã bị xóa bỏ. Do đó, nếu tiếp tục, hệ thống phòng thủ của Apollo sẽ được kích hoạt và giết chết kẻ truy cập trái phép. Tuy nhiên, Samuels vẫn quyết định liều mình. Mặc cho những nỗ lực của Ripley, cuối cùng Samuels cũng bỏ mạng bởi hệ thống phòng thủ của Apollo, nhưng trước đó, anh đã kịp mở lối vào trung tâm máy chủ của con AI. Nhiệm vụ của Ripley bây giờ là vào bên trong đó để tắt bỏ Apollo. Trên đường đi, cô còn khám phá được những sự thật khủng khiếp hơn về trạm vũ trụ này. Theo đó, tập đoàn Weyland-Yutani đã biết về sự hiện diện của con quái vật ngoài hành tinh kia từ lâu, và đó chính là lý do họ mua lại trạm Sevastopol. Sau khi mua lại trạm, tập đoàn đã lập trình lại Apollo, thêm vào hệ thống của nó mã lệnh đặc biệt 939, với nhiệm vụ bảo vệ sinh vật ngoài hành tinh đó bằng mọi giá để họ có thể bắt nó về phục vụ mục đích riêng. Do đó, khi Ripley và Wes tiêu diệt con quái vật, Apollo đã tự động kích hoạt mã lệnh, xác nhận con người là mối nguy và nó lệnh cho lũ Android tìm và diệt hết những người sống sót. Tuy vậy, điểm khó hiểu là dù sao thì con quái vật kia cũng đã biến mất, Apollo không còn gì để bảo vệ, nhưng lũ Android vẫn không ngừng truy sát con người. Sau khi đến được trung tâm lò phản ứng của Apollo, cô kinh hoàng nhận ra ở đó có cả một tổ đầy trứng của loài sinh vật kia. Xác của những người trên trạm Sevastopol được đem về làm vật chủ cho chúng, và dựa vào tình trạng hiện tại, rất nhiều con đã trưởng thành. Ripley quyết định tìm cách phá hủy cái tổ bằng việc kích hoạt hệ thống lò phản ứng. Tuy nhiên, mọi việc dường như đã muộn khi nhiều con quái vật trưởng thành đã thoát được và bắt đầu tràn ra khắp trạm. Ripley sau đó tìm cách quay trở lại chỗ của Ricardo và rồi được anh ta báo cho một vài thông tin đáng ngại. Taylor thực chất đi theo tàu Torrens với nhiệm vụ phụ trách việc thu hồi sinh vật ngoài hành tinh. Cô đã thả tự do cho thuyền trưởng Marlow của tàu Anesidora để đổi lấy tọa độ hành tinh LV-426, nơi chứa hàng trăm quả trứng nguyên vẹn. Tuy nhiên, Marlow đã trở mặt, khống chế Taylor và chạy về tàu Anesidora. Cô đuổi theo cả hai lên tàu và tại đó, Marlow cho cô xem dữ liệu họ thu được từ nhật ký hành trình tàu Nostromo, kèm theo một tin nhắn thoại của mẹ cô. Added report, personal message. This is for my daughter. Hi, Amanda. I'm recording this for you, my sweetheart, and I hope you get to hear it one day. You see, I got into trouble. My ship, there was an accident, sweetheart, and we found an alien creature. It was very dangerous. And the only way we could stop it was to destroy the ship. I'm okay. I'm stuck on this lifeboat, long way out. But we had to destroy the ship. We had to destroy the Nostromo. We just couldn't risk bringing that thing home with us. I needed to protect you. Don't worry. Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. I love you, sweetheart. Sau khi để Ripley nghe tin nhắn xong, Marlow mới nói kế hoạch của anh ta cho cô. Đó là kích hoạt lò phản ứng của tàu Anesidora, nhờ vào nó mà phá hủy toàn bộ trạm Sevastopol. Chỉ cách này mới đảm bảo hủy diệt hết tất cả đám quái vật kinh tởm kia. Tuy vậy, Ripley cũng như Taylor cố thuyết phục Marlow nghĩ cách khác vì vẫn còn người sống sót trên trạm. Lượn lúc anh ta không chú ý, Taylor đánh ngất Marlow và sau đó giúp Ripley dừng quá trình tự hủy của con tàu. Mọi việc không thực sự thành công khi họ chỉ làm chậm được quá trình mà thôi. Hơn thế nữa,
hậu quả của việc ấy còn dẫn đến cái chết cho Taylor và Marlowe, còn Ripley cũng suýt bỏ mạng. Cô chỉ kịp chạy khỏi tàu lúc nó phát nổ. Vụ nổ đó tuy không phá hủy được Sevastopol, nhưng cũng đủ phá hỏng hệ thống cân bằng trọng lực và khiến toàn bộ trạm tàu rơi xuống bầu khí quyển hành tinh bên dưới. Nhận thấy cách thoát thân duy nhất là quay về tàu Torrance, Ripley cùng Ricardo vội tìm cách thiết lập liên lạc với đại úy Verlani để bà chuẩn bị khởi hành. Trong khi Ricardo ngồi lại phòng máy để chỉ dẫn, thì Ripley làm nhiệm vụ sửa chữa và thiết lập hệ thống liên lạc. Cuối cùng thì cô cũng đã thành công và nói chuyện được với Verlani bên trong tàu Torrance. Quay trở lại tìm Ricardo, cô thấy anh đã bị tấn công từ lúc nào không biết. Vật ký sinh đã bám vào mặt Ricardo và không còn có thể cứu vãn được nữa. Do đó, Ripley buộc phải rời đi một mình. Khi đến nơi điều khiển chỗ neo tàu để kéo dài khu vực cho tàu Torrance kết nối, Ripley lại một phen thất vọng khi hệ thống đã bị hư hỏng nặng. Không còn cách nào khác, Ripley dự định sẽ mạo hiểm mặc đồ không gian và tự mình đi đến chỗ con tàu. Thế nhưng trên đường đi, cô bị một con vật khác tấn công và bị lôi về cái tổ mới của chúng để làm vật chủ. Rất may là Ripley tỉnh dậy trước khi trứng nở và do đó không bị ký sinh bám vào. Lúc này, trạm đã sắp bị phá hủy hoàn toàn, cho nên Ripley vội vàng thoát khỏi cái tổ đó, mặc đồ không gian và bắt đầu thoát khỏi con tàu. Và vừa rồi là cốt truyện của Alien Isolation, một tựa game kinh dị chất lượng và là hậu bản xứng đáng cho bộ phim kinh điển năm 1979. Vậy các bạn nghĩ sao về Alien Isolation? Liệu chúng ta sẽ sớm được chứng kiến một hậu bản nữa hay không? Hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Và như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Phê Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.